Đường sắt hàng không đã hủy hàng loạt chuyến tàu, chuyến bay trong ngày mai và Chủ nhật để hạn chế thiệt hại do cơn bão số 3. Công ty vận tải Đường sắt Hà Nội đã hủy gần 10 đoàn tàu khách, gồm tuyến Hà Nội-Hải Phòng và tuyến Hà Nội-Vinh. Hành khách đến các nhà ga để trả lại vé tàu hoặc đổi lịch trình sang các chuyến tàu khác và không mất phí đổi. Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết là bão số 3 có thể ảnh hưởng đến khoảng 240 chuyến bay nội địa và 70 chuyến bay quốc tế trong những ngày tới. Hãng Vietjet tạm ngừng 67 chuyến bay, gồm các chuyến đến và đi sân bay Nội Bài Hà Nội, sân bay Cát Bi Hải Phòng và sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa. Bamboo Airways hủy 14 chuyến bay trong ngày mai trên các chặng Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Lạt, Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội, Quy Nhơn, Hà Nội, Cam Ranh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Vietnam Airlines cũng hủy hàng chục chuyến bay đến 4 sân bay bị tạm ngừng khai thác trong ngày mai. 11 tỉnh thành đã bắt đầu cho học sinh nghỉ học từ hôm nay và ngày mai để tránh bão số 3. Hải Phòng, Thái Bình và huyện Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh đã cho học sinh nghỉ học từ hôm nay. Còn lại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Vĩnh Phúc thông báo cho tất cả trẻ mầm non và học sinh nghỉ học từ ngày mai, ngày 7 tháng 9 cho đến khi hết bão. Những trường có học sinh nội trú cần đảm bảo an toàn cho các em, chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, nước uống. Tổng số học sinh của 11 địa phương là gần 6 triệu em. Tất cả địa phương yêu cầu trường học kịp thời di dời tài sản, hồ sơ, học liệu đến nơi an toàn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão. Sau khi bão tan, các trường dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên để phòng chống dịch bệnh, bố trí học bù để đảm bảo kiến thức cho học sinh. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế khu vực miền Bắc và miền Trung chuẩn bị sẵn thuốc, vật tư, xe cấp cứu, đội y tế cơ động đảm bảo khám chữa bệnh, cấp cứu trong bão số 3. Sẵn sàng phương án cho các tình huống giả định xấu nhất. Các bệnh viện trong khu vực dự báo bị ảnh hưởng của bão cần chủ động sơ tán người bệnh và trang thiết bị tới nơi kiên cố, chuyển các ca nặng, phương tiện máy thở và hồi sức cấp cứu lên tầng cao tránh ngập lụt, chuẩn bị máy phát điện, nhiên liệu cho tình huống bị cắt điện trong và sau bão. Đặc biệt, bổ sung thuốc, phương tiện phục vụ cấp cứu chấn thương, huy động toàn bộ nhân lực tham gia hỗ trợ cấp cứu, ứng phó với tình huống thương vong hàng loạt, sẵn sàng thiết lập trạm cấp cứu dã chiến. Đồng thời phân luồng người bệnh, nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, đường tiêu hóa để tránh lây nhiễm thêm trong bệnh viện. Thái Bình là một trong những địa phương được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão số 3. Hiện tỉnh này đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, không chủ quan và sẵn sàng mọi biện pháp giảm thiểu tối đa thiệt hại do cơn bão gây ra, ghi nhận của phóng viên Sơn Hà. Toàn tỉnh Thái Bình có 995 phương tiện tàu thuyền với gần 3.000 lao động. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, toàn bộ các tàu thuyền này hiện đã được neo đậu an toàn tại các bến trong và ngoài tỉnh. Toàn bộ lao động trông coi chòi ngao và lao động. Thưa quý vị, theo dự báo, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh sẽ là một trong những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3 khi đổ bộ vào đất liền. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị để ứng phó với bão đã được địa phương chuẩn bị kỹ càng. Ghi nhận của nhóm phóng viên ngay trong chiều nay tại cảng Cái Rồng. Tất cả bà con chẳng chống sông bể mảng là di chuyển hết lên bờ nhé. Di chuyển hết lên bờ nhé. Từ 16 giờ chiều nay, toàn bộ 148 người dân sinh sống trên 75 lồng bè tại khu vực cảng Cái Rồng đã được chính quyền địa phương đưa đến nơi an toàn. Gia đình bà Vượng là những người cuối cùng trong số này. Những thứ có giá trị đều đã được chuyển lên bờ. Tôi dòng buộc bè tử tế rồi, xem mà bảo thiên tai nó mà giữ được thì tốt, mà không giữ được nó bay thì cũng phải chịu chứ chắc. Bây giờ biết làm sao? Nhà tôi chuẩn bị bão dàn hết bè mảng này, tàu bè là cho vào luồng là chết rồi, chơi chú đáo đây. Tôi dàn buộc xong thì bè mảng thiền bè rồi, tôi lên sau. Vân Đồn hầu như không có bão to, nên điều chính quyền địa phương lo lắng hơn cả, đó là sự chủ quan của người dân. Hiện nay, địa phương đã đưa 1.200 phương tiện vào nơi tránh trú an toàn tại các âu neo đậu và chằng chéo nhà cửa an toàn cho người dân. Những sợi dây thừng này là phương tiện duy nhất để người dân có thể chằng chéo nhà cửa trước cơn bão số 3. Tuy nhiên, với dự báo về sức mạnh của cơn bão tới, thì kể cả nhà cửa khi được chằng chéo như thế này vẫn có nguy cơ bị bay mất và gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Trong nhiều năm qua thì Vân Đồn cũng không bị tác động bởi những cái cơn bão lớn. Chính vì vậy nên là chúng tôi cũng nhận định là tâm lý người dân thì sẽ chủ quan khi mà bão vào. Nên là chính vì vậy thì cái công tác tuyên truyền cho nhân dân và các cái lực lượng chức năng thì phải tập trung quyết liệt để triển khai các cái giải pháp kiên quyết
đối với người dân thì để đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như tài sản cho nhân dân cũng như là tài sản của nhà nước. Khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng đang có hơn 20.000 lồng bè nuôi cá. Khi cơn bão lớn đổ bộ, việc đảm bảo tài sản của bà con là nhiệm vụ ưu tiên. Chính vì vậy nên là đối với các cảng, các khu mà neo đậu tàu thuyền ấy, thì chúng tôi cũng đề nghị là chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cảng này, để làm thế nào để mà hướng dẫn cái cách neo đậu, tránh cái trường hợp khi bão vào thì khi neo đậu tàu thuyền không tốt đấy thì lại cũng là một cái thiệt hại tài sản rất lớn. Vấn đề thứ hai đấy là tất cả các cái lồng bè nuôi cá ở khu vực này, khoảng gần 20.000 cái lồng bè nuôi cá, thì cũng đề nghị là thứ nhất là đảm bảo an toàn, thứ hai là bà con lên bờ cũng trước 21 giờ ngày hôm nay. Hiện nay, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng y tế để sẵn sàng đối phó với các tình huống khẩn cấp. Các bệnh viện, trung tâm y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị và nhân lực để ứng phó với mọi trường hợp cấp cứu. Là địa phương sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 3 từ đêm nay, huyện đảo Cô Tô Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục chạy đua với bão để triển khai các công tác đảm bảo an toàn cả trên bờ và dưới biển. Khoảng lặng trước bão là đây. Biển lặng, trời nắng gắt và không có gió. Nhưng mọi hoạt động chuẩn bị trước bão lại rất khẩn trương. Tại là cũng rất là hoang mang và lo sợ. Chúng tôi cũng đã triển khai thu dọn đồ đạc, rồi các ô cọ, rồi bàn ghế sạp trước. Cũng được các đơn vị lực lượng vũ trang, đấy, cán bộ trên địa bàn huyện đấy, hỗ trợ rồi anh em về quán xá để dọn dẹp, để phòng chống làm sao một cách gọi là tốt nhất. Hiện tại trên địa bàn đảo Cô Tô chỉ còn 2 khách du lịch, không còn khách nước ngoài. Mọi hoạt động kinh doanh đã tạm dừng, trực ban 24/24 giờ được triển khai tại toàn bộ 3 đảo có cư dân sinh sống là Cô Tô Lớn, Thanh Lân và đảo Trần. Là quần đảo tiền tiêu và sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên. Chúng tôi cũng xác định được cái mức độ tác động của cơn bão này. Ngay từ ngày 1 tháng 9 thì chúng tôi đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị. Đến giờ phút này thì gần như khoảng trên 90% các phương tiện đánh bắt thủy hải sản của ngư dân của địa bàn huyện Cô Tô cũng như các địa bàn khác thì đã di chuyển vào các nơi tránh trú bão theo quy định và các vùng neo đậu tự nhiên đảm bảo an toàn ở trên huyện đảo Cô Tô. Công tác tuần tra trên biển tiếp tục được triển khai để đảm bảo thực hiện nghiêm lệnh cấm biển. Gần 530 tàu thuyền đã được vào nơi tránh trú an toàn. Chúng tôi xác định đây là một trọng điểm, cho nên chính vì vậy là chúng tôi đã có cái chỉ đạo rất là sát sao đối với địa phương và lực lượng vũ trang trên đảo. Rà soát lại hết tất cả lực lượng, vật chất, phương tiện, đặc biệt là cái bảo đảm về hậu cần để có thể là ứng phó với lại bão và mưa lớn dài ngày, hoàn lưu sau bão. Các cụm dân cư ở đảo Cô Tô hầu hết ở hướng Tây, vị trí ít chịu tác động của gió bão nhất. 90% nhà cửa và khách sạn là nhà kiên cố đã từng chịu tác động của gió mạnh cấp 10. Lệnh giới nghiêm dự kiến sẽ được triển khai trước thời điểm bão đổ bộ khoảng 6 giờ đồng hồ. Thành phố Hải Phòng dự báo sẽ là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Tình hình thời tiết và phương án phòng chống bão tại đây ra sao? Phóng viên Quốc Sáng sẽ thông tin chi tiết ngay sau đây. Tôi đang có mặt tại tổ dân phố Hải Lộc thuộc thị trấn Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Thời tiết chiều nay tại đây thì chưa mưa và gió cũng không quá mạnh. Thế nhưng đây là khu vực trọng yếu nằm ngay sát biển. Vì thế ngay trong ngày hôm nay thì chính quyền địa phương đã có các biện pháp hỗ trợ người dân đảm bảo tài sản cũng như di rời các khu vực trọng yếu đến nơi an toàn. Khu vực này có khoảng 200 hộ dân với 700 người, đặc biệt có nhiều người già và trẻ nhỏ. Các lực lượng như dân quân tự vệ, bộ đội công an địa phương đã hỗ trợ di rời người dân đến các nhà ở phía trong. Các nhà tránh trú đều là những nhà 2 tầng kiên cố để đảm bảo an toàn. Việc di rời dân sẽ hoàn thành trước 20 giờ tối nay. Chiều nay các quận trung tâm thành phố Hải Phòng cũng đã lên phương án di rời dân khỏi những khu vực nguy hiểm, đặc biệt là tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố. 158 trường học trên địa bàn thành phố được trưng dụng làm nơi tránh trú bão. Thành phố Hải Phòng cũng quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày mai, 7 tháng 9. Nghiêm túc thực hiện các nội dung sau. 1. Các cơ quan. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, sau khi kiểm tra thực tế tại các cảng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, Cục Hàng hải Việt Nam đã có báo cáo khẩn Bộ Giao thông Vận tải và triển khai thành lập ngay Sở Chỉ huy Tiền phương đặt tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, tâm số 3. Tại Sở Chỉ huy Tiền phương, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng Cục Hàng hải chỉ đạo trực tiếp các đơn vị liên quan theo dõi 24/24, đảm bảo toàn bộ tàu thuyền khu vực cảng biển từ Quảng Ninh tới Quảng Bình đã ở vị trí neo đậu an toàn. Hiện đang trong khu vực quản lý của các cảng vụ hàng hải từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 447 tàu thuyền, trong đó có 270 tàu biển và 177 phương tiện thủy nội địa.
các cảng vụ hàng hải, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam và các tổng công ty, đơn vị liên quan phải ứng trực 24/24 giờ và xuyên suốt thông tin liên lạc.